Amen. Hold your microphone, Pastor Andy. I don't need it. You don't need it. Actually, you have a very good sound system. Wow, are you happy today we have New Century? Yeah. Amen. Happy. Praise the Lord. Praise the Lord. Actually, this morning we had joy the service with the church. This is a very awesome message today. This one reverend from Bahamas. He preached this the black man. He speak very powerful message. And today, actually, outside people celebrate. Oh, sorry. Hôm nay tôi đã tham dự buổi nhóm buổi sáng và một sư đến từ Bahamas, một sư người African American, nhưng mà ông giảng rất là sứ điệp của ông rất là mạnh mẽ. Outside everywhere they call Christmas season. Phía bên ngoài của thế giới ngày hôm nay người ta gọi là mùa Giáng sinh. But I tell you, Christmas don't have in the Bible. Sorry. Nhưng mà thưa thật quý vị là cái từ mùa Giáng sinh không có trong Kinh Thánh. Mostly people use for commercial. Nhiều người là dùng điều đó cho vấn đề mua bán kinh doanh. And many people don't know what the reason Christmas for. Và nhiều người không biết rằng cái lý do của mùa Giáng sinh. Some they say, oh, it's Christmas tree. Số người thì nói, oh, cây Giáng sinh. Or give around the Christmas tree. Hay là có những cái món quà để dưới cây Giáng sinh. Or Santa Claus. Hay là ông Sơn Noel. But I tell you. Mà tôi nói với quý vị. We don't celebrate like all the people. Chúng ta không có chào mừng mùa Giáng sinh giống như những người khác. We celebrate one thing. Chúng ta chào mừng một điều. It's a gift of God. Đó là món quà từ Đức Chúa Trời. In John 3:16. Trong Giăng đoạn 3 câu 16. For God so loved the world. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. And He gave His only Son. Đến nỗi đã ban con một của Ngài. We love the Son. Và chúng ta yêu đường. So whoever believes in Him. Người nào tin Chúa Giêsu. Should not be perished. Không thể bị hư mất. But have everlasting life. Nhưng mà được sự sống đời đời. This is the main thing of a Christmas. Đó là một cái lý do chính đáng, lý do chính nhất của mùa. Nothing else. Không có điều gì ngoài điều đó. But today the world do totally opposite. Nhưng mà ngày hôm nay thế giới lại làm những điều rất là ngược lại. They see many many things outside. Tất cả những điều phía bên ngoài kia. But I don't know what it's all about. Nhưng mà không biết Chúa Giêsu là ai. And the main hero of the Christmas is Jesus Christ. Mostly they don't know. Và cái lý do duy nhất, cái nhân vật chính là Chúa Giêsu thì họ lại không biết đến. One time I go to Malaysia in mission trip. Một lần trong một vụ của tôi đến Malaysia. And I go to one AG church, Vietnamese AG church. Và tôi đến một hội thánh Việt Nam ở tại Mã Lai. Assembly of God. Một hội thánh And one minister from Vietnam, the lady from Vietnam. Một người giáo sĩ đến từ Việt Nam. She go and I lead the, they have some tricky question about Christmas. Và cô ta có một cái câu hỏi rất là lạ về mùa Giáng sinh. What is the main thing for the Christmas? Và cô ta hỏi rằng cái lý do chính của mùa Giáng sinh là gì? They have four A, B, C, D. Và có bốn câu trả lời theo thứ tự A, B, C, D. But very sad, none of them Jesus. Nhưng mà bốn câu đó không có câu nào nói là Chúa Giêsu là lý do. And for her, the right question and the right answer is Santa Claus. Và cái câu trả lời của cô mà gọi là đúng, cô cho ra là ông già Noel. That's so sad. What the thing remind you about Christmas? Thì quý vị biết cái mùa Giáng sinh được gọi lại cho quý vị bởi điều gì? That's not Jesus or Santa Claus. Không phải là Chúa Giêsu mà lại ông già Noel. That's so sad. Một điều đáng buồn. So a truly believer in Jesus Christ. Những người tin Chúa thật trong Chúa Giêsu. We celebrate the thing Jesus had come to the world. Chúng ta chào đón một cái niềm vui mà Chúa Giêsu đã đến thế gian. And He paid our debt on the cross. Và đã trả xong món nợ của cho chúng ta. We don't care what the day. Actually, not 25th, or not 25th of December. Chúng ta không có quan tâm tới cái ngày nào. Thật ra không đúng ngày Giáng sinh là 25 tháng 12. It's a pagan day. 25 tháng 12 chỉ là ngày. Dị giáo. This is not Jesus born on the December 25th. Chúa Giêsu thật ra không có sinh ra trong ngày 25 tháng 12. Yeah, according to the Hebrew calendar, sometime in August. Chúng ta có thể coi trong cái lịch của người Hebrew là người Do Thái. Sometime August is a summer. Có thể Chúa Giêsu đã Giáng sinh trong mùa hạ. But we don't care about that. Nhưng
Nhưng mà chúng ta không có quan tâm. You know one thing. Chúng ta cần biết một điều. God. Đức Chúa Trời. Emmanuel. Là một Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Had come to the earth. Đức Chúa Trời cùng chúng ta là Emmanuel đã đến chúng ta. To save us. Đã cứu chúng ta. And today we talk more detail about that. Hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết về vấn đề này. In the scripture, Brother Gary, can you read for us Matthew 1, verse 18 to 25? Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found a child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man, and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife, and knew her not until she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Okay, sister, do you can read in Vietnamese first? Đức Chúa Giêsu giáng sanh. Vả sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao và phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri và phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai đặt tên là Giêsu. Amen. This actually only 8 verse. Đây trong này chỉ có 8 câu kinh thánh. But describe everything for us very clearly. What happened? Yeah, bày tỏ rất là rõ ràng và về cái chuyện đã xảy ra. Why Jesus had born? Tại sao Chúa Giêsu đã giáng sanh? What mission? Cái mục vụ, mục đích là gì? And what people in the earth respond about it? Respond. Và khi thế giới đã trả lời như thế nào? First thing we know one thing, Mary just espoused to Joseph. Một điều chúng ta biết rằng Mary chỉ mới hứa gả với Joseph mà thôi. And by the Hebrew tradition, just espoused, that means why, but not live with. Until they do a feast, this a marriage wedding celebration. Sau phong tục của người Do Thái thì khi đính hôn là vợ rồi nhưng mà họ vẫn chưa ăn ở cùng nhau, phải đợi đến một cái lễ đám cưới. Because if they not do like a reception and they live together, they come like they come not adultery. Và nếu mà khi chưa có một cái lễ cưới mà họ ăn ở với nhau thì họ phạm tội ngoại tình. And by the Moses law, both of them have to be stoned to death. Luật của Môi-se thì phải bị đánh đá. And Joseph is the one, the Bible says, the just man, that means he feared the Lord. He tries to hold. I tell nobody. Quietly, out of the way. Because he knows one thing. If people know about pregnancy of Mary, not with him, they will chase her to the corner and throw her to death. And if it exists in his heart, he loved Mary. But very difficult for him to face the reality.
Nhưng mà rất là khó khăn đối với ông để đối diện với sự thật này. Example, if you have wife. Nếu mà từ khi ông có một example, you guys have nói, your nếu wife. Ví dụ như quý vị nam ở đây có một người vợ. And suddenly one day you find out she's pregnant not by you or by someone else. Nếu quý vị biết rằng người vợ đó lại lập xin lỗi có bầu với một người khác mà không phải. You may be a righteous man, I no doubt about that. Quý vị là một người có nghĩa, tôi biết điều đó. But very hard for you to face this, right? Nhưng mà rất là khó để quý vị phải đối diện vấn đề này. Reality is reality. Cái thực sự thật vẫn là sự thật. Nobody can change. Không ai có thể thay đổi được. But here, Joseph, he willing to forgive Mary. Nhưng mà trong này Kinh Thánh nói rằng ông sẵn sàng, Joseph sẵn sàng để tha thứ cho Mary. But actually he don't know how to get out of the situation. Nhưng mà ông không biết cách nào để mà làm để giải quyết cái trường hợp này. Our God is an awesome God, right? Đức Chúa Trời chúng ta là một đấng tốt lành. He come and reveal to him. Và Đức Chúa Trời đến hiện ra cho Joseph. Say, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Chúa đã phán hỏi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó bởi Đức Thánh Linh. And not only that, God instruction, the angel tell him exactly why that happened. Và không chỉ như vậy, nhưng mà thiên sứ còn chỉ những cái rõ ràng là điều đó then xảy she ra như shall thế nào. Bring forth a son. Và đã trả lời rằng đứa con trai mà được sanh ra. And also, and thou shall call his name Jesus. Và đứa con người con trai đó sẽ được đặt tên là Giêsu. For he shall save his people from this. Vì dân con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. So God not reveal what happened to Mary to Joseph. Chúa không những chỉ báo cho cái vấn đề gì xảy ra đối với Mary cho Joseph biết. And also God instruct him how to act. Nhưng mà Chúa còn bày cho Joseph cần phải đối diện vấn đề đó như thế nào. Take her as your wife. Hãy chọn Mary làm vợ. Love her. Thương cô ta. Take care of her. Và lo lắng cho cô ấy. Because it's not her fault. Bởi vì không phải điều này không phải là lỗi của Mary. This is even chosen one by God. Bởi vì đây là người nữ được chọn bởi Đức Chúa Trời. To bear Jesus. Để sinh ra một người con trai. The Savior of the world. Là tên là Giêsu là đấng cứu thế. It's a great mission. Đó là một cái sứ mạng đặc biệt. One of the greatest missions. Sứ mạng lớn lao. For human. Cho con người. Praise the Lord for this. And now, after that, Joseph obedient. Và Joseph đã vâng lời. Okay. But why he obedient God? Tại sao Joseph lại vâng lời Đức Chúa Trời đây? Because he heard about that before through prophet Isaiah. Bởi vì trong ông đã từng nghe lời tiên tri Isaiah nói về sự Chúa Giêsu giáng sanh. And now, angel remind again. Và bây giờ thiên sứ lại gọi cho ông nhớ lại. By saying, behold the virgin shall be with child and shall be bring forth a son and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Là như lời đã phán này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thank God for the gift of God. Cảm ơn Chúa vì món quà từ chính Ngài. Greatest gift ever. Là một món quà vĩ đại, không thể. At this moment, I really like the sermon. Sáng hôm nay. I like sermon. Sáng hôm nay tôi đã rất thích cái sứ điệp của người mục sư giảng ở đây. Because the pastor from Bahama, he said, okay, this Christmas tree, and everybody put a gift under the tree. Và người khi mà người mục sư từ Bahama đã giảng là đây là một cái cây Noel và ở dưới là những món quà. If you guys want to pick up the gift, you have to open up and see what is it. Nếu một người muốn chọn món quà thì phải mở ra để coi món quà đó là gì. Because if you never know what is it inside. Nếu mà không mở ra thì không biết cái gì trong món quà được gói lại. At the same way. Một cách như giống như vậy. Especially for Christmas season. Một cái điều mà trong khi quý vị trông đợi mùa Giáng sinh. God give the greatest gift ever. Đức Chúa Trời đã được cho chúng ta một món quà. He put right here in us, nearby the Christmas tree. Và đã để bên cạnh cây Noel. It's the Christ Jesus. Đó chính là Chúa Giêsu. Whoever come and take it and open, and he will discover who is this. Những người nào đến
chọn món quà đó mở ra thì sẽ tiếp nhận được, sẽ chọn đón Ngài. If they accept Jesus as personal savior. Và chọn Ngài là một cứu Chúa riêng cho đời sống mình. They shall be saved. Những người chọn Chúa là Chúa cứu thế thì sẽ được cứu. Because the word of God says so. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời đã phán như vậy. John 3:16. Ở trong Kinh Thánh đoạn 3, trang đoạn 3 câu 16. For God so loved the world. Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian. He loved his only begotten son. Đã ban chính con một của Ngài. Whoever believes in him. Hầu cho ai tin con ấy. Should not perish. Không bị hư mất. But have everlasting. Nhưng mà được sự sống đời đời. And also we know. Và một điều nữa chúng ta biết. Man even all around the world. Con người cả trong vòng thế giới này. No matter how rich they are. Không cần biết họ giàu, còn những người nào giàu như thế nào. They may own many manufacturing. Có thể là có rất nhiều công ty hãng xưởng. In their bank account many billions of dollars. Có thể là trong account của họ có cả hàng tỷ bạc. But if they don't have Jesus in their heart. Nhưng mà nếu họ không có Chúa Giêsu trong lòng. They still have emptiness and nothing can fulfill. Thì trong lòng người đó sẽ có một khoảng trống mà không có gì để lại. We know very great billionaire Kodak. Một cái người tỷ phú lớn tên là Kodak. Yes, Kodak film. Kodak camera, everything. Một người đã sản xuất cho Kodak, cái hãng phim. But what happened? He very rich. Kodak là ông ta rất là giàu. He have a house everywhere in the world. Ông có nhà khắp nơi trên thế giới. He have many billion, multi-billion in the bank. Ông có hàng tỷ bạc trong nhà băng. But he can be suicide. Nhưng mà cuối cùng ông đã tự tử. What he say? He had everything and still emptiness inside. Bởi vì ông đã nói rằng ông đã có tất cả nhưng mà trong lòng ông có một sự trống vắng. Thank God we are here. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có mặt ngày hôm nay. We may not that rich like many people. Chúng ta không giàu như rất là nhiều người trên thế gian này. But we know we have Jesus with us. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta có Chúa Giêsu trong lòng. We have everything. Chúng ta có tất cả. So the greatest gift ever for the humanity is Jesus. Vậy thì món quà quý giá nhất của nhân loại là Chúa Giêsu. Amen. And each one of us and me, we have responsibility before the Lord. Vậy vậy chúng ta mỗi chúng ta ở đây và chính bản thân tôi cũng có một trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. We have to bring this greatest gift to whole world. Chúng ta hãy đem những món quà này cho những người trên thế giới. Men were outside there, they need it. Rất nhiều người ở ngoài kia. Họ cần điều này, họ cần many people, they walk on the streets, they live in a big house, or they do whatever they do. What I have to do? I don't know where to go, what to do. Có nhiều người đã nói rằng tôi không biết đi đâu, tôi không biết sẽ làm gì trong cuộc sống này. They find no place in this world. Họ đã không tìm được một cái chỗ cho trên thế giới này, trong cuộc đời. No matter how rich they are. Không cần biết họ giàu như thế nào. No matter how famous they are. Họ có thể là những người nổi tiếng, không cần biết. But they cannot fulfill the emptiness in their heart. Nhưng mà chính họ không thể lấp đầy cái khoảng trống trong lòng của họ. Only Jesus can do. Chỉ duy nhất Chúa Giêsu sẽ làm được điều đó. So thank God by the short scripture here. Cái đoạn kinh thánh ngắn này, cảm ơn Chúa. We know this is truth. Đây là sự thật. Because the prophet Isaiah gave a prophecy about Jesus almost 700 years before Jesus had born. Bởi vì tiên tri Isaiah đã dự báo điều Chúa Giêsu giáng sanh vào 700 năm trước khi Chúa Giêsu thật sự giáng sanh. And after that, what happened? Và sau khi 700 năm sau thì Chúa Giêsu đã sinh ra. And praise the Lord, we have to trust the Bible because everything happened exactly what God had been told the prophet. Và chúng ta tin cậy lời của Kinh Thánh vì tất cả những điều xảy ra đã xảy ra đúng trong sự lời dự ngôn. Exactly, step by step. Mỗi một cái bước, mỗi trình tự nó xảy ra đúng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. So then we know main thing, the greatest gift, this is Jesus for the Christmas. Và chúng ta hiểu một điều quý giá tốt nhất là món quà tốt nhất là Chúa Giêsu. So each one of us have responsibility before the Lord. Vậy mỗi chúng ta phải có một trách nhiệm trước mặt Chúa. Today I saw the small group sit here. Hôm nay thì có một nhóm nhỏ đang ngồi tại đây. But each one of us have to promise with the Lord. Nhưng mà mỗi người phải hứa với Chúa. Lord, I will bring more people. Chúa ơi, con sẽ đem nhiều người vào trong hội thánh của mình. I will share your greatest gift. Amen. Và tôi sẽ đem thêm những người
ban cái món quà này ra cho mọi người. Because I have tasted the wonderful gift from God. Bởi vì tôi đã nhận được món quà quý giá từ Chúa. And I wish everybody else can have it also. Và tôi muốn tất cả những người khác cũng có được món quà này. This is the only thing we can give thanks to the Lord. Đây là một điều duy nhất chúng ta có thể đền ơn lại cho Chúa. For what He has done for all of us. Cho những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. May God bless you all. Nguyện Đức Chúa Trời ở cùng quý anh chị em. And by His power, we can do it. Và bởi quyền năng của Ngài, chúng ta có thể làm được điều đó. Amen. Amen.